Một cô dâu ở Tunisia thì đã có một ngày đám cưới không mấy suôn sẻ. Lần đầu gặp con dâu trong hôn lễ, bà mẹ người Tunisia nhất quyết bắt con trai phải hủy hôn. Mẹ chú rể chỉ mới xem ảnh của cô dâu Lamia Al-Labawi trước ngày trọng đại. Bởi vậy, đám cưới chính là lần đầu tiên bà gặp cô ngoài đời thực. Tuy nhiên, người phụ nữ rất thất vọng khi nhìn thấy cô dâu. Bà cho rằng Lamia quá lùn và kém hấp dẫn, không xứng để tổ chức hôn lễ với con trai mình. Sau đó, người phụ nữ chỉ đạo con trai dừng buổi lễ này ngay lập tức. Bà cảm thấy không thể chấp nhận được nếu con trai gắn bó với người vợ xấu như vậy. Cuối cùng, Lamia bị bỏ lại một mình ở hôn trường bởi nhà trai ra về hết và không đón cô theo. Sau khi bị hủy hôn, Lamia đành lên mạng xã hội giải thích cho bạn bè và người quen về những gì đã xảy ra. Cô cho biết mình là một trẻ mồ côi và đã tiêu một phần tài sản vào ngày cưới. Tuy nhiên, tất cả đều bị mẹ chồng hụt lấy đi hết.